chào bác Kai và chào mừng đến với công ty APG. Trước khi bắt đầu, tôi muốn ông có thể chia sẻ vai trò của ông và thời gian bác đã làm việc tại trung tâm vùng CMB. Cảm ơn bạn đã hỏi và tôi rất vui khi được đến đây. Cảm ơn công ty APG và cô Bích, đội ngũ chuyên viên của cô đã mời tôi đến đây hôm nay. Tôi đang làm việc tại trung tâm vùng CMB trong 13 năm qua, gia nhập công ty vào tháng 10 năm 2010 và đã gắn bó với công ty kể từ đó. Chức danh hiện tại của tôi là Phó Chủ tịch cấp cao khu vực châu Á. Bác có thể chia sẻ về dự án nhóm 911 và đang xây dựng ở đâu? Dự án CMB nhóm 911 đang được triển khai những bước đầu tại sân bay Detroit Wayne ở thành phố Detroit, bang Michigan. Và lý do chính, đây là một vị trí quan trọng tại Detroit. Michigan nằm ngay bên kia biên giới với Windsor, Canada. Lưu lượng giao thông giữa hai bên, từ hai nền kinh tế là Hoa Kỳ và Canada, sẽ hội tụ tại khu vực Detroit. Cho những người biết vùng Detroit, đó là dấu ấn cho kinh doanh sản xuất xe hơi ở Hoa Kỳ. Cho nên vị trí của nhóm 911 là khá là quan trọng khi nhìn vào, khi xem xét hoạt động kinh doanh hiện có và mức độ bận rộn của sân bay thành phố Detroit. Và thực tế là nó có rất nhiều hoạt động xuyên biên giới về tài chính và thương mại giữa hai nước Canada và Hoa Kỳ trong khu vực đó. Bác có thể nói về những yếu tố bảo vệ nhà đầu tư là gì khi họ tham gia vào dự án? Tôi rất vui vì bạn đã hỏi câu hỏi đó. Nhiều yếu tố được tích hợp trong một dự án của CMB mà trung tâm vùng khác không có. Hãy bắt đầu với dự án là gì. Đây là một cơ sở được xây dựng theo yêu cầu công ty vận tải hàng không quốc tế. Và công ty vận tải hàng không đó đã yêu cầu xây một cơ sở vật chất phù hợp với nhu cầu của họ và đã ký hợp đồng thuê 30 năm tòa nhà này và bắt đầu thuê sau khi dự án hoàn thành. Vì vậy, một trong những điều mà các nhà đầu tư cần biết là tòa nhà được xây dựng theo yêu cầu, nghĩa là tòa nhà là xây dựng theo thông số kỹ thuật của công ty vận tải hàng không quốc tế này. Và họ sẽ chuyển vào cơ sở khi phần lớn đã hoàn thành. Đó là mô tả chính về dự án. Công ty phát triển Hinwood là một công ty mà CMB đã làm việc cùng 40 dự án khác nhau. Hãy dừng lại và suy nghĩ về điều đó một phút. 40 dự án khác nhau, các dự án đã được thực hiện bởi Hinwood hợp tác với CMB. Điều đó rất quan trọng. Họ là một tổ chức, một trong 10 nhà phát triển hàng đầu của hầu hết mọi hạng mục mà họ tham gia tại Hoa Kỳ. Họ đã thực hiện 40 dự án khác nhau, sử dụng thành công vốn vay EB-5. Hinwood hoàn trả vốn cho 26 dự án EB-5 khác nhau. Chúng tôi có rất nhiều thành công với Hinwood, và họ hiểu quy trình EB-5 và nhà đầu tư EB-5. Vì vậy, bạn không chỉ có một trung tâm vùng như CMB, người đã được ủy quyền làm trung tâm vùng. Từ năm 1997, bạn có một nhà phát triển có kinh nghiệm sử dụng vốn EB-5 cho 40 dự án EB-5 khác nhau, đã đồng hành với nhà đầu tư cũng như đối tác CMB và Hinwood xuyên suốt các quá trình, xét duyệt đơn I-526, I-829 và kể cả hoàn trả vốn. Tuy không có cách nào để dự đoán tương lai, nhưng tôi có thể nói với bạn về quá khứ rằng sự hiệu quả của Hinwood trong mọi dự án đều rất hoàn hảo. Họ thậm chí còn tốt hơn mong đợi trong việc hoàn trả khoản vay, tiền lãi của các khoản vay và vốn mà họ sử dụng cho EB-5. Được hoàn trả đúng hạn và đầy đủ, khoản vay đáo hạn cho các đối tác theo quy định và theo thỏa thuận với CMB và Hinwood. Số vốn hoàn trả đã lên tới $485 triệu
bởi một nhà phát triển duy nhất, không có nhà phát triển hay trung tâm vùng nào khác có mối quan hệ như CMB và Hinwood. Nó không tồn tại trong ngành EB5. Đó là một trong những điểm mạnh. Chúng tôi không chỉ có dự án được xây dựng theo yêu cầu. Công ty vận tải hàng không quốc tế, nó đang được phát triển bởi công ty phát triển Hinwood, liên doanh với đối tác liên doanh của họ ở khu vực Detroit. Và sức mạnh của CMB cũng như nền tảng của CMB và quan hệ đối tác Hinwood trải dài trên 40 dự án thành công khác nhau. Đây là một cơ hội tuyệt vời. Tôi muốn biết những thành công của CMB cho đến bây giờ. Cảm ơn bạn đã hỏi và nó liên quan tới lịch sử lâu đời của chúng tôi. Nhớ lại, hãy nhớ rằng chúng tôi đã được ủy quyền làm trung tâm vùng vào năm 1997. Vì vậy, CMB đã có cơ hội đại diện cho hơn 6.100 gia đình theo đuổi mục tiêu EB5 của họ. Điều quan trọng là hơn 5.100 gia đình trong số đó, 5.100 gia đình đã được phê duyệt, đã nhận được sự chấp thuận đơn I-526. Và mặt khác, đơn I-829 được chấp thuận. Hơn 2.100 gia đình đã nhận được sự chấp thuận đơn I-829. Còn rất nhiều hồ sơ đã được nộp. Và Sở Di trú Mỹ vừa mới bắt tay vào xử lý. Còn rất nhiều đơn đang được chờ xử lý. Tuy nhiên, những con số đó là những mà tôi có thể chia sẻ với bạn ngay bây giờ. Điều quan trọng nữa là CMB đã huy động được hơn 3 tỷ đô la vốn EB5. Và với nhà đầu tư EB5, chúng tôi đã hoàn vốn hơn 1 tỷ. Tôi nghĩ rằng khoảng 1,3 tỷ đô la vốn EB5 cho nhà đầu tư EB5. Một lần nữa, chúng tôi đã đồng hành cùng nhà đầu tư ngay từ khi bắt đầu dự án cho đến đơn I-829 và thẻ xanh vĩnh viễn. Và các dự án của chúng tôi đã được Sở Di trú Mỹ chấp thuận 100%. Các nhà đầu tư nộp I-829 biết rằng họ đủ điều kiện để được phê duyệt I-829 dựa trên số lượng việc làm được tạo ra. Một lần nữa, chúng tôi đã thành công trong suốt quá trình. Đối với các nhà đầu tư và dự án của mình, hiện tại chúng tôi có nhóm 91 và chúng tôi có 87 dự án khác nhau đã được tung ra thị trường. Tôi muốn biết. Vấn đề rất quan trọng mà nhiều nhà đầu tư Việt Nam, họ muốn biết về quy định hoàn lại vốn mới. Sở Di trú Mỹ thông báo, tối thiểu cho việc hoàn vốn EB5 là 2 năm. Nhưng điều đó đúng hay không? Về hướng dẫn mới, cũng là câu hỏi, là một trong những nguyên nhân rất nhiều nhầm lẫn. Hướng dẫn không nói về việc hoàn vốn, nó nói về sự duy trì. Thời gian duy trì tối thiểu là 2 năm. Hoàn vốn là một chức năng của kinh doanh. Và ở đây, các nhà đầu tư ngày nay có thể hơi bối rối. Vì họ đang nghe thị trường quảng cáo rằng họ có thể thu hồi vốn sau 2 năm. Tuy nhiên, các tài liệu với thông tin bên trong, các tài liệu đó lại nói lên điều gì đó hoàn toàn khác. Vì vậy, một điều mà tôi muốn lưu ý bất kỳ ai đang cân nhắc EB5 là những gì bạn ký trong tài liệu cũng chính là những gì bạn sẽ nhận được. Bạn cần phải thực hiện việc thẩm định dự án. Mặc dù hoạt động marketing có thể nói là 2 năm, nhưng trong tài liệu hợp đồng có thể không thực hiện được. Việc hoàn vốn trong 2 năm, đây là lý do tại sao. Đối với phần lớn các dự án, 2 năm là khoảng thời gian để xây dựng. Sau 2 năm, nó bắt đầu giai đoạn hoạt động. Giai đoạn hoạt động cần hoạt động đủ lâu để doanh nghiệp đạt mục tiêu ổn định, để tái cấp vốn hoặc bán dự án đó đi. Vì vậy, trước khi tiền có thể được trả lại cho bất kỳ nhà đầu tư cá nhân nào, sau đó là dự án mà họ đang xem xét, phải hoạt động và ổn định trước khi họ có thể tái cấp vốn theo cách nào đó, hoàn trả vốn cho hợp danh và sau đó, hợp danh đó có thể trả lại tiền cho nhà đầu tư cá nhân. Các dự án của chúng tôi với Hinwood không hoạt động như vậy. Các dự án của chúng tôi, rất rõ ràng, chúng tôi nói về khoản vay 5 năm. Khoản vay 5 năm đó cho phép Hinwood sử dụng số tiền đó trong thời gian 5 năm. Chúng tôi cũng có cái gọi là cộng 1, tức là 5 năm cộng 1 năm, và điểm khác biệt là đôi khi bạn sẽ thấy một trung tâm vùng sẽ có thời hạn ấn định cộng 1.
Nghĩa là có tùy chọn gia hạn khoản vay đó, 1 rồi cộng 1, họ có thể có 3 hoặc 4 tùy chọn khác nhau, và các tùy chọn này được kích hoạt bởi nhà phát triển, vì họ muốn có nhiều thời gian hơn, hoặc trung tâm vùng mà họ đồng thời cũng là chủ đầu tư, điều mà bạn nên lo lắng, và họ cũng muốn có nhiều thời gian hơn để hoàn trả khoản vay qua đối tác EB5. Chính sách cộng 1 năm của chúng tôi không được kích hoạt bởi Hinut. Cộng 1 của chúng tôi được kích hoạt bởi nhu cầu của nhà đầu tư. Điều đó khác biệt rất lớn. Chúng tôi biết trong thời gian ngắn mà chúng ta đã nói đến trước đó, thời gian tôi làm tại CMB, hướng dẫn từ Sở Di trú Mỹ đã thay đổi 3 lần về vấn đề duy trì vốn đầu tư. Luật mới quy định thời gian duy trì tối thiểu là 2 năm. Tuy nhiên, trước đó thời gian duy trì là cho đến khi đơn I-829 được quyết định. Và họ đã thay đổi điều đó vì mất quá nhiều thời gian để quyết định I-829. Sau đó, 2 năm cư trú có điều kiện cần hoàn thành trước khi tiền có thể được trả lại cho nhà đầu tư. Đó là yêu cầu về thời gian duy trì vốn, qua thể xanh 2 năm. Bây giờ với luật mới ra, thời gian duy trì này là 2 năm. Tuy nhiên, hãy cẩn thận. Thời gian duy trì có nghĩa là số tiền cần phải được đầu tư trong khoảng thời gian 2 năm đó, nhưng khả năng trung tâm vùng hoặc đối tác hoàn trả cho nhà đầu tư có thể hoàn toàn khác, dựa trên điều gì mà không liên quan đến giai đoạn duy trì bắt buộc. Luật nói là 2 năm nhưng thực tế, trong hoạt động kinh doanh, có thể dài hơn thế nhiều, hoặc công ty hợp danh phải có đủ vốn để hoàn trả vốn cho nhà đầu tư. Bây giờ, tôi cảnh báo bạn, khi các nhà đầu tư xem xét các dự án trên thị trường ngày nay, có thể thấy những đề nghị rằng dự án có thể hoàn trả vốn sau 2 năm. Hãy hỏi một câu hỏi. 2 năm bắt đầu từ khi nào? 2 năm bắt đầu sau khi xây dựng xong? Hay 2 năm sau khi tất cả vốn của tôi đã được đầu tư hết? Bởi vì có nhiều người hiện nay tin rằng, dù chưa có hướng dẫn cụ thể từ Sở Di trú Mỹ, là tiền phải được chuyển cho đơn vị tạo việc làm và số tiền đó cần phải được chi để đầu tư hoàn toàn. Vì vậy, nếu nó được chuyển cho đơn vị tạo việc làm và được cất giữ trong tài khoản ký quỹ cho đến khi vốn xây dựng được sử dụng đến, nên dù tiền đầu tư đã rót nhưng lại không thực sự được đầu tư và họ cần phải duy trì thêm 2 năm nữa. Một dự án thường mất 2-3 năm để xây dựng. Tiền của họ có thể không được sử dụng cho đến năm thứ 3, thế nên họ phải duy trì nó thêm 2 năm nữa, cho đến khi số tiền đó được sử dụng đến. Vì vậy, hãy hết sức cẩn thận, biết những gì bạn đang tham gia, hiểu và biết đó là gì. Bạn sẽ nghe thấy một số điều rất khó hiểu trên thị trường ngày nay. Hãy làm việc với đơn vị như APG để hiểu được sự khác biệt. Hãy làm việc với người có thể hướng dẫn bạn hiểu rõ các tài liệu được cung cấp, với người sẽ cho bạn biết sự thật. Dù họ không nói những điều nghe có vẻ hấp dẫn, mới mẻ và thú vị về 2 năm hoàn vốn, vì đó có thể không phải là sự thật. Hãy kiểm tra, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn.